cuộc sống bí ẩn của bao thanh thiên kim siêu quần. Vì gặp nhiều vấn đề sức khỏe, nam diễn viên nổi tiếng với vai bao thanh thiên là kim siêu quần hạn chế ra ngoài, gặp gỡ mọi người. Đồng nghiệp hiếm hoi gặp được kim siêu quần là bạn diễn Phạm Hồng Hiên. Sau ca phẫu thuật u não vào năm 2017, kim siêu quần sống kín đáo, chủ yếu ở nhà ăn dưỡng tuổi già với bà xã Trần Kỳ. Ông không gặp gỡ, giao tiếp với ai, kể cả đồng nghiệp thân thiết trong giới showbiz trước đây. Nhà sản xuất Dương Siêu Hồng nhiều lần tìm gặp kim siêu quần để bày tỏ mong mỏi về cuộc hội ngộ công khai của ông với công tôn sách Phạm Hồng Hiên, triển chiêu Hà Gia Tính nhưng đều bị khước từ. Lần gần nhất kim siêu quần xuất hiện trước truyền thông là vào năm 2020 tại lễ tang đạo diễn quá cố Trịnh Thiếu Phong ở Đài Bắc, Đài Loan. Lúc bấy giờ, nam diễn viên đi lại khó khăn, chậm chạp và phải chống gậy. Chia sẻ với ETTODAI, kim siêu quần cho biết sức khỏe đã sa sút, gắng gượng ra ngoài để đưa tiễn người bạn thân thiết. Ở tuổi 72, kim siêu quần đối mặt với nhiều bệnh tật. Ông mắc chứng ngưng thở khi ngủ, cao huyết áp, rối loạn đường huyết, béo phì. Sinh năm 1951, kim siêu quần nổi tiếng nhờ bao thanh thiên do Đài Loan sản xuất. Danh tiếng của vai bao công đem về cho tài tử nhiều lời mời đóng phim từ các đài truyền hình Hồng Kông như TVB, ATV. Theo chia sẻ của kim siêu quần, ông đầu tư hết tâm sức để hoàn thành tốt vai diễn, thậm chí chấp nhận hy sinh sức khỏe. Năm xưa tôi cố béo để vào vai bao công. Sau này, vì béo mà mắc nhiều bệnh, cũng không giảm được cân. Hiện kim siêu quần đã về quê nhà Đài Loan cùng vợ. Bà xã ông là nữ diễn viên Trần Kỳ. Họ không có con cái nhưng vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Linh Chi, theo Sina.